máy bay Bamboo chuẩn bị cất cánh. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Xin cất cánh thành công rồi các bạn. Đóng cái bánh xe lên luôn. Cho quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Ôi, ui, phía trước là cái núi mà ơi, cất cánh cao lên. Ôi ơi, cái núi gì mà cao vậy? Ôi quá trời heo, nè. Chết, tôi gọi trời ơi, tôi quên trừ hao nữa mấy ông ơi. Trời ơi, chết. Rồi. Ôi đâu. Xong đợt này rồi. Trời ơi, hư động cơ gì rồi. Ê. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5. Qua hôm nay các bạn thấy là mình mặc đồ gì chưa? Đây, một phi công trẻ nha các bạn. Dài xịn xò nha. Ok, hiện tại thì mình đang ở một cái khu vùng quê các bạn. Đấy, bữa nay chuẩn bị đi làm, chuẩn bị có một cái chuyến bay trong ngày hôm nay. Mình lái xe đi làm các bạn. Tới đây gọi là chả có nhà các kiểu gì hết. Đấy, gặp ven đường có một cái siêu thị. Kìa, cái siêu thị bị gì vậy? What the hell? Siêu thị bị gì ấy? Đó, tính có ngó hay cho bị lỗi gì vậy? Cái siêu thị nó bị gì vậy các bạn ơi? Đó, thấy cái siêu thị ghé vô kiếm mua đồ ăn. Hello chú, tiệm mình có bán gì ăn không chú ơi? Ui, bán quá trời đồ nè, cũng nhiều đồ quá trời nè. Mà mua không được gì chân ấy, có thể bán cho con không chú ơi? Trời ơi, nó kêu chú nghe cho các bạn thôi, chú nghỉ luôn đi, không cho mua thôi phải chửi. Rồi các bạn, bữa nay giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau đi đến một cái sân bay mới. Đây là một cái sân bay tôi vừa mod cho các bạn. Và cái sân bay này là nó ở kiểu cái vùng quê ấy. Hay các bạn biết là trong game nó sẽ có hai cái sân bay. Đầu tiên là cái sân bay ở trong thành phố các bạn, là sân bay này. Đó, sân bay lớn nhất trong thành phố. Ngoài ra thì nó có một cái sân bay kiểu bỏ hoang ở chỗ này nè các bạn. Đó, thì hiện tại mình vừa mod một cái sân bay mới, nó sẽ nằm ở khu vực này nha các bạn. Thì đây là một cái khu vực vùng quê. Hôm nay gọi là đi đưa khách ở quê lên Sài Gòn lại trong dịp Tết nha các bạn. Và hiện tại con xe mình đang lái là con Camry. Đấy, đến từ thương hiệu Toyota. Đấy, Toyota Camry này là đời 2018 hay sao các bạn. Đây cho các bạn xem nội thất đó nè. Đấy, xịn chưa. Uầy, ghế phía sau nè. Nên đi làm mình nên hơi buồn tí, các bạn thông cảm. Đi thôi, let's go. Từ để tôi coi đường tôi đi cái đã. Giờ tôi không biết đường đâu mà đi. Ra đây là cái gì vậy? Mày làm gì ngoài này đây? À, cái bờ hồ. Đây đúng rồi. Tại vì cái sân bay mà nó cặp bờ hồ. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Sân bay phía trước các bạn. Đó, kìa bên kia kìa, thấy không? Thấy không? Sân bay này tôi nghĩ là các bạn chưa thấy đâu. Tại vì đây là sân bay mod mà, làm có không bình thường. Bây giờ mình sẽ chạy qua sân bay đi cho các bạn. Let's go. Ok, mọi người làm gì dữ đây vậy? Ui, đang có một cái lễ hội gì của bên Coca-Cola ấy. Vừa uống nước vừa nhảy hay sao? Chả biết, tôi kệ nó đi. Mình vừa lo mình đi làm việc của mình các bạn. Bữa nào cảnh rảnh mình cũng ra mình nhảy cho nó vui. Rồi các bạn thấy ở khu vùng quê này không? Ở nhà cửa kiểu là nó đơn sơ giản dị mà không có kiểu nhà cao tầng này nọ nhiều các bạn. Ê, như có cái đường để qua sân bay luôn nè các bạn ơi. Ui, đúng rồi. Cái đường này là có cái cầu đi qua sân bay luôn nè. Cái chiếc xe đó đi qua kìa, đây chà. Dữ, nhưng mà xe, mấy xe gầm thấp đi qua cầu đó nó cạ gầm banh xe luôn. Thôi tôi đi đường chính đi qua này cho nó chắc ăn. Đi vừa cho an toàn, nó thôi đi vừa hư xe mà còn không đi làm được đó thì chết tôi luôn. Tôi phải tranh thủ. Đây là cái bãi giữ xe của sân bay nha các bạn. Ông nào mà muốn gửi xe có thể gửi vô cái nhà đó. Đây các bạn, đó, sân bay đang nằm ở trong này nè. Sân bay nó sẽ có hai khu vực các bạn. Khu vực bên này là bên phải nè.
là dành cho quân đội. Ừ, vô đó lạng hoạn quân đội bắn cái đi khỏi đi về luôn. Các bạn ha, chỗ đó là của quân đội đấy. Còn bên khu sân bay thương mại chở khách rồi đấy, nó nằm bên bên trái bên này. Đấy. Để tôi tìm đường vô coi. Này là gì đây? Không phải đường vô mấy ông ơi. Ủa sao chạy hoài không thấy cái đường vô vậy? What the hell? Vô đường nào? À đây như cái đường vô đây nè. Trời ơi. Đúng không? À đúng rồi, đây. Thôi. Ê. Ủa ghê không? Làm phi công mà không biết đường đi, ghê chứ. Ê. Các bạn thấy máy bay trong cảnh chưa? Đó. À, để tôi lái vô trong này để tôi cùng các bạn sẽ khám phá trong khu vực này. Hôm nay thì mình sẽ lái máy bay cho hãng Bamboo nha các bạn. Một những cái hãng khá là nổi tiếng ở Việt Nam đấy, hay gọi là hãng máy bay cây tre đấy. Bamboo là cây tre hay gì đấy. Nào nếu đi qua thẳng qua đó là qua khu quân đội các bạn. Thôi mình qua vô trong này đi. Đây, trong này thì nó sẽ có một cái bãi giữ xe nha các bạn. Đây là cái bãi giữ xe, có xe buýt đồ gửi nữa kìa. Đó, còn cái nhà ga chính thì nó sẽ nằm ở bên này rồi các bạn ạ. À, ai mà đi máy bay đừng vào đó. Dẫn bài gì sân bay này nó hơi bị dấn tanh rồi ha. Đây nó có cái cổng vào nè các bạn. Mở cửa bao vậy á. Hên quá. Hên là mở cửa cho mình vô đấy. Không là mình xuống mình chữ rồi. Đây qua này cho các bạn xem. Bên này là cái khu quân đội nè các bạn. Rất là nhiều máy bay, kiểu máy bay của quân đội ấy. Nè, khu xe cấp cứu rồi xe phòng cháy chữa cháy rồi các kiểu. Có máy bay quân đội, máy bay phản lực được các kiểu nữa kìa. Ủa, lạng hoạn cho đó máy bay nó bắn cải khỏi về luôn. Đây là những cái chiếc máy bay thương mại nha các bạn. Còn bên một cái chiếc máy bay nhỏ đây là máy bay thương gia. Đây là của những đại gia người ta mua riêng ấy. Đây nó rất là rộng luôn ấy. Để mình qua bên phải này thử trước có cái gì bên này nha. Uầy, bên này là cái nhà ga để đậu máy bay các bạn ơi. Đây có một chiếc nè, máy bay thương gia với máy bay thương mại, hai chiếc máy bay thương gia đậu trong này luôn. Ôi, đây có một con Bamboo rồi các bạn. Uầy, cái con máy bay mà ngày hôm nay mình lái nè, nhưng mà con này hiện tại đang được bảo trì trong này nha các bạn. Con này đang được đậu trong cái nhà ga trong này, cái ga là đậu máy bay đó, đang đậu này. Mình không có chạy con này đang bảo trì. Mình chạy cái con mà đang chờ rước khách ở ngoài ấy. Như là hết rồi, bên này là biển rồi. Rồi vậy thôi mình sẽ chạy qua bên này nha. Cái con mình nó đang rước khách. Mình chả biết con nào luôn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ôi, rộng thiệt sự luôn ấy các bạn. Đây một con màu vàng nè, một con màu trắng nè. Ở như đây nè đúng không? Đúng rồi các bạn. Ủa không phải các bạn ơi. Không phải con này. Ủa vậy là không lẽ cái con kia nãy các bạn. Con kia nãy là phải chạy ra đây rước khách à. Con mình vừa chạy qua nó cũng là một con Boeing đấy. Nhưng mà không phải con Boeing Boeing của Bamboo. Quá trường. Rồi như là hết rồi đấy. Qua đây là toàn máy bay kiểu nhỏ không à. Đó, thấy chưa? Rồi thôi. Như vậy là cái chiếc máy bay nãy là đúng mà mình lái ngày hôm nay đấy. Như vậy là mình phải lái ra đây để mình rước khách, rồi sau đó mình mới ra đường băng mình chạy các bạn. Vãi chưởng. Tưởng nó là đậu sẵn ngoài này cho mình rồi. Ai hờ chưa đậu nữa. Mình phải ra ngoài này đậu để rước khách nữa các bạn, để coi còn lên nào không. Giờ còn lên nào đâu chấm ta. Còn lên nào chấm để mình rước không ta. Giờ là không còn lên nào chấm cho chợ. Thôi bây giờ cứ vô đây lấy máy bay trước đi các bạn. Ê đi hút bà đó trời. Trời đất ơi. Chạy cho cố vô chạy hút luôn rồi. Đây chiếc máy bay mình đi các bạn ơi. Đi kiếm vô đậu xe nè mấy ông. Đậu kính vô để thằng nào vô lấy xe tôi chạy bắt tiêu. Về khỏi có xe về luôn rồi. Rồi ok đậu vô đây. Khóa cửa xe lại. Đấy, đừng có đứa nào mà lấy xe tao nghe. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lên máy bay các bạn. Đây cho các bạn xem một vòng nè. Đây là con máy bay Bamboo. Cửa nè các bạn. Đây một cái cửa phía trước kìa. Cái cửa thứ hai nè.
Cái cửa đó rất là đặc biệt là nó sẽ có màu xanh lá cây nha các bạn. Đó, một cái màu của cây tre. Đấy, Bamboo Airways. Đó, lá cờ Việt Nam rồi nữa nè. Đó các bạn thấy không? Đó, lá cờ Việt Nam nè. Đây là cái động cơ nữa nha các bạn. Con này là con hình như là con Boeing 787 các bạn. Bự vãi rồi. Đây một cái cửa nè. Ở phía cuối cũng có một cái cửa nè các bạn thấy không? Ủa nhầm, cái cửa trên này chứ. Cái này là gì vậy? Này mình cũng không biết cái gì luôn các bạn ơi. Để mình qua đây mình coi bên này có gì không. À có một chữ Dreamline tức là giấc mơ giấc mơ bay hả? Uầy xịn thế. Con này là do tôi tự thiết kế hoàn toàn luôn nha các bạn. Đó bên này thì cũng vậy thôi. Nhìn động cơ được các bạn. Ui dồi ôi. Máy xài sinh tố đấy. Bây giờ mình thử bay vào phía trong khoang nội thất của nó để mình xem thử nha. Đầu tiên là cái khoang phi công nè. Ui ui, nhìn này các bạn. Ui xịn vãi trứng phải không? Ui trời ơi, đẹp vãi. Thường khoang phi công sẽ có hai chỗ nha các bạn, một chỗ cho cơ trưởng và một chỗ cho cơ phó. Ngoài ra phía sau sẽ có thêm chỗ dành cho phi hành đoàn các thứ. Đây là cửa ra hàng phía sau nè. Rồi đây là cái khoang đầu tiên nha các bạn. Thì khoang này là khoang kiểu là khoang thương gia các bạn. Đó, khoang thương gia. Ui, đẹp vãi nồi phải không? Nhìn nè, xịn vãi. Khoang thương gia nè. Khoang này thì được hai ghế à. Rồi mình sẽ đi dài dài ra coi. Rồi đây cũng là một cái khoang thương gia đó nè. Nhưng mà rẻ hơn tí. Rồi sau khi mà chúng ta qua khoang thương gia thì chúng ta đến với khoang hành khách bình thường. Đó, rất là xịn luôn các bạn ơi. Ui dài và bự vãi chưởng. Và cuối cùng sẽ là nhà bếp. Đó, nhà bếp và toilet. Toilet đâu ta? Toilet đâu? What the hell, toilet đâu? Toilet chắc cái này quá. Chắc cái này là toilet quá. Nè, cái này là toilet thì sao các bạn? Còn cái này là cái cửa đó các bạn, đó chứ. Cửa mở ra nè, nó nhà bếp, đồ ăn, các kiểu là mấy đầu bếp là ta chuẩn bị ở đây xong ta đẩy xe lên. Đó, mọi người có tivi đồ để coi các kiểu, sướng vãi chưởng. Như vậy là máy bay này có tổng cộng là 3 khoang nha các bạn. Và một trong đó là hai khoang thường và một khoang riêng cho thương gia. Đấy. Đây có cái cửa nè, à, đây là nhà vệ sinh nè các bạn. Nè, cái này nhà vệ sinh nè. Ui, nhà vệ sinh kế chỗ phi công luôn các bạn. Kiểu là phi công mắc tiểu, đi tiểu cho nó lẹ. Đây cũng có một vài cái chỗ mà khoang bếp đồ các kiểu nè. Ở chỗ này thì để xuống máy bay nè các bạn. Đó. Uầy, con máy bay đẹp quá chứ các bạn, đúng không? Quá đẹp luôn. Rồi thôi bây giờ mình lên máy bay nha. Rồi bấm cái lên luôn các bạn. Đó, lên đấy. Để mình coi nội thất đó coi. Nè các bạn, nội thất nè. Xịn quái nồi mấy cái nút được các kiểu nè. Ui đẹp. Nội thất đẹp ấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển máy bay ra nha các bạn. Ê, mình lái vô lăng luôn được không ta? Hình như là máy bay này lái vô lăng không được. Máy bay lái vô lăng không được các bạn ơi. Rồi không được thì tôi sử dụng bàn phím. Ơ được nè. Ủa được không? À không được các bạn. Quái máy bay mà vô lăng không được. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra để rước khách nha các bạn ơi. Mình sẽ đi theo cái đường nó gọi là đường taxi nha các bạn. Cái đường vàng vàng ở dưới nè các bạn thấy không? Đó, nó gọi là cái đường taxi. Để cho chúng ta di chuyển. Cái đường này là máy bay sẽ đi theo cái đường này nè. Đó, kiểu vậy nè. Đó, xem chưa. Trong này thì mình thấy là có một cái đường băng này nè các bạn. Đường băng này là hạ xuống bên này và đáp dài dài xuống. Như là đầu bên kia cũng là đầu bay hay sao ấy. Ồ, nó có hai đường băng các bạn, một cái đường băng ngược lại nữa kìa. Nhưng mà bây giờ mình rước khách đâu đây? Như là hết chỗ trống rồi. À còn một cái chỗ trống kế bên cái chiếc Bamboo này nữa nè các bạn. Nhưng mà mình vào lọt không ta? Ê. Các bạn nhìn nè, cái đít con quỷ nó đưa ra cái lòng hại. Cái cánh mình xém cạ vô nó rồi. Từ từ để mình lùi lại để mình lách ra khỏi đó các bạn. Chứ mà cạ vô nó xong phim luôn ấy. Đi bụi luôn ấy. Đụng không vậy? Ui đụng mấy ông ơi. Ui đụng. Ồ tôi tính không đụng mà nó đụng thiệt phải không? Quái chưởng. Đúng không? Rồi. Quá lọt rồi đấy. Ui giờ ra tới đường băng ngoài này luôn mới ghê chứ. Rồi để tôi chỉnh xong mà. Trời nó muốn tối rồi nè các bạn. Tôi chỉnh thời gian lại. Đây. Ủa? Bây giờ là 11 giờ mà. Đây, đó. Ui, như vậy mới đẹp nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ này nha các bạn. Ủa phải không ta? Nếu mà rước khách thì phải đậu vô cái len cái đường taxi này chứ. Cái đường dài dài này nè. Đúng không?
Thôi bây giờ mình lấy cái con bamboo này ra đi các bạn. Đó, rồi. Đuổi nó ra để mình vô mình rước khách cho nó chỗ đó. Đó chứ ai cho mình vô không có phân sự đi ra để cho người khác người ta vô. Rồi các bạn, bây giờ mình đã đuổi nó ra rồi thì mình sẽ vào cái đường taxi thì các bạn, vào cái chỗ cái cổng này. Đó, đã chưa? Rồi, lùi lại cái nữa coi. Máy bay ta thường ta chạy thẳng cái là ta căng đo điếm, cái là ta vô cái một tôi phải đi vô rồi lùi ra rồi đi vô rồi lùi ra các kiểu. Ủ thành thì chứ. Rồi ok các bạn, hiện tại là coi như là hiện tại mình đang rước khách đi, trong thời gian rước khách thì mình sẽ bay gọi là vòng quanh cái khu vực này để cho các bạn xem cái khung cảnh ở trong cái sân bay này nhá. Đó, toàn bộ sân bay này các bạn. Đây là một cái đường băng. Đường băng này nó hơi ngắn ha. Đường băng này bay thẳng cái lên núi luôn. Ủa, núi nhìn cao vậy. Đường băng này thì nó dài hơn xíu. Đó. Rồi bên này thì nó cũng là những cái chỗ mà để đậu máy bay bình thường nữa các bạn. Đó có một phiêu vực với một phía ngoài. Đó, cho các bạn xem tổng quan cái của mình sẽ xuất phát nha. Trong này là khu vực cho trực thăng nè. Đó, phải đậu có chữ H nè các bạn thấy không. Đó, bên này là cái chỗ mình vô nãy nè. Đó là khu quân đội nè các bạn. Đó, để mình bay qua này có còn gì bên này nữa không. Ờ, hết rồi các bạn. Chỗ bãi giữ xe và cái nhà kho nè. Nhà kho để đầu máy bay các bạn. Rồi chỉ có vậy đó. Rồi thôi chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình để đi ra nha. Bây giờ là mình sẽ bay hướng nào vậy ta? Bây giờ là mình bay lên hướng này đi. Cái hướng mà có núi nè các bạn. Nó mới hấp dẫn. Chứ mà bay ra đây thì nó bay ra cái hướng cái bờ hồ này rồi các bạn. Nó không có bình thường. Ờ, mình sẽ đi qua bãi hướng này cho nó bất thường một tí. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái đường băng nha các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Tính ra cái máy bay mình nó quá trời bự luôn, cái đường băng này kiểu là nó muốn không quay đầu nổi cái chiếc máy bay mình luôn á. Bay quá trời bự, thường bamboo là nó rất là to nha các bạn. Cái con này là con tới Boeing mà các bạn, Boeing như là nó sẽ bự hơn con Airbus đúng không ta? Mình thì không gành máy bay lắm. Ồ mà kể cả là mình chưa được đi máy bay bao giờ mà bây giờ làm phi công máy bay mới ghê chứ. Các bạn nào fan mình được đi máy bay rồi chưa? Comment tôi biết chứ. Sướng phải chưa? Rồi ok các bạn nhìn nè, thì hiện tại là chiếc máy bay Bamboo của chúng ta đã vào được đường băng nha các bạn, và chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng đúng không? Chưa sẵn sàng kể với bạn, tôi bay thôi. Tôi là bay. Rồi. Máy bay Bamboo chuẩn bị cất cánh. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Xin, cất cánh thành công rồi các bạn. Đóng cái bánh xe lên luôn. Thấy chưa? Quá chuyên nghiệp. Ê, ui, phía trước là cái núi mà ơi, cất cánh cao lên. Ôi ôi, cái núi gì mà cao vậy? Ôi, quá trời heo, nè. Chết, tôi quên chữ hao nữa mấy ông ơi. Trời ơi, coi chứ. Chết. Rồi. Ở đâu? Rồi. Nó xong đường này rồi. Trời ơi, hư động cơ gì rồi. Ê. Nổ banh chành luôn. Trời ơi, máy bay đen thùi lùi luôn kìa. Phải trưởng, cái gì vậy? Chưa gì hết. Trời ơi, máy bay còn hơn khu mực nữa, nướng khét nghẹt luôn rồi nè. Oh my god luôn. Khổ tăng tế nhờ. Ok các bạn, và bây giờ là chúng ta đến với chuyến bay thứ hai. Vãi cả nồi luôn các bạn. Rồi chúng ta xuất phát lại nha. Nãy hơi bị sự cố một tí. Rồi bây giờ là các bạn xem ở phía trong nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ là chúng ta lái đúng kiểu phi công trưởng luôn các bạn. Ngồi trong cabin lái đâu các kiểu nó mới giống. Chứ như nãy lái nhìn không kỹ, bay mẹ sắn vô cái núi luôn à. Rồi ok, cất cánh, let's go.
Rồi cho lần này lên mượt mà lên. Để tôi ra ngoài tôi đóng cái bánh lại. Đây. Đi. Đó chưa, đó chưa, đó chưa. Xịn lên. Rồi bây giờ để mình bay cao hơn cái núi này nha. Đấy, lần này mình có kinh nghiệm nha các bạn. Đây mình lách lách qua bên này một tí. Đó. Cao hơn liền các bạn. Thấy chưa. Để tôi lách qua đây một xíu mấy ông. Đấy, cà cà vô cái núi rồi nguy cơ lắm. Hồi dính nữa à. Tính ra tôi bay gì mà nó còn muốn ngắm cao hơn cái núi nữa mấy ông. Khoai cả nồi. Rồi. Đó. Các bạn thấy biển chưa? Quá trời biển luôn. Để tôi đảo một vòng cho mấy ông xem. Đó. Khung cảnh quá đẹp. Như là cái máy bay này nó có một cái cam. Cái cam gọi là cam tự do ấy các bạn. Cam nào ta? Đây. Ấy. Đẹp chưa? Quá đẹp. Ông nào mà kiểu đam mê máy bay coi phái thích luôn. Ơi, đây. Khung cảnh thành phố phía dưới các bạn. Cảnh biển cũng đẹp nữa. Quá xịn sò con bò. Để tôi chỉnh thời tiết lại coi. Ai thời tiết này đó không? Này là quá đẹp rồi. Nào đẹp nhất rồi. Đó ngoài kia có mấy cái đảo nữa kìa các bạn. Đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh lái nhẹ bên phải nha các bạn. Để mình ôm cái vòng tròn của cái đảo này. Như máy bay mình đang cắm đầu xuống sao ta. Coi đi coi. Cũng không đến nổi. Đây phía dưới mình là cái đường cao tốc nha các bạn. Nhưng mà sao mình bay thấp vậy? Trời ơi máy bay thương mại chở mấy trăm hành khách mà bay đi tuốt cái này vậy? Máy bay này phải lên tới mây luôn các bạn. Mình lên tuốt trên cao luôn nha. Đó để mình coi mình lên bữa nay có cao được bao nhiêu. Đây là khoang của phi công nè các bạn. Vô đây chả thấy gì hết trơn. Là như lên tới đây là hết lên nữa được hay sao vậy? Tôi đang lên rất là cao luôn nè. Mình sẽ bay về cái sân bay thành phố nha các bạn. Bình thường thì người ta về quê ăn Tết thì cũng có chuyến bay ngược về thành phố vậy. Nên là mình sẽ bay về thành phố. Cũng có người là từ dưới quê lên thành phố ăn Tết nữa mấy ông. Như là tới đây là làm như là máy bay mình nó bay cao lắm rồi các bạn. Bay cao nhất rồi. Nó không lên không nổi nữa các bạn. Đúng không? Nhìn nó như kiểu không lên nổi. Ui, cái máy bay khác kìa các bạn. Đó. Như là đó cũng là một chiếc bay máy bay thương mại giống mình hay sao các bạn, đúng không? Mình chạy kiểu là sao á, mình không thấy rõ. Để mình bay kiểu là cố gắng bay gần lại coi. Chúng ta. Ui dốc hết trơn luôn kìa các bạn ơi. Ui các bạn nhìn kìa. Kiểu tết đến xuân về rồi cái mọi người đua nhau đi máy bay về với máy bay trên bầu trời tùm lum hết vậy. Để bên này con nè các bạn thấy không? Bên này đâu có tên con đâu rồi. Bên kia đâu rồi? Ui đông máy bay vãi. Ở đây này là nhóc chân nè. Trời ơi. Đúng là tết đến xuân về mọi người đi máy bay nhiều vãi cả nồi. Ui hello bác tài nha. Hello chú phi công bay bên kia. Chú muốn đua máy bay chú ơi. Woo. Woo. Máy bay màu vàng. Alo 1234 có nghe rõ tôi không? Đua máy bay không chú ơi? Ui lũ chú đua máy bay mà chú không trả lời nữa chứ. Khổ ghê. Bây giờ là cao lắm rồi nha các bạn. Người ta là khá là cao luôn rồi. Và mình đang bay ra đại dương hay sao các bạn. Rồi cho các bạn xem cảnh nè. Rồi thôi chắc bây giờ mình đánh đầu vô đi các bạn. Đây cái hồ này nè các bạn thấy không. Cái hồ này là cái hồ mà chỗ cái sân bay mình đây các bạn. Hồi nãy mình cắt cánh lên đấy. Bây giờ mình sẽ chạy vào hướng hướng trung tâm thành phố đó nha các bạn. Mình sẽ vào đó để cho các bạn xem. Rồi đánh lái qua. Để tôi đổi qua cái cam nãy nha. Đây cam này nè. Mà cam này tôi không biết là nó đang bay lên nó bay xuống mấy không. Ê làm như máy bay mà nó đang cắm đầu rồi sao ấy. Ê cái gì vậy. Ủa sao máy bay. Quên tôi bấm nhầm nút. Bởi vì sao tôi thấy tôi lái mà máy bay nó cứ cắm đầu xuống. Ai chừng. Rồi bay thấp vậy đi các bạn ngắm cảnh cho nó dễ. Đây. Đó. Các bạn thấy được thành phố ở dưới mặt đất chưa? Bắt đầu vào đây là kiểu bắt đầu thấy nhà kiểu nhà cao tầng các kiểu. Nãy ở vùng quê thì nó không có được những cái căn nhà bự cao tầng như vậy. Đó, máy bay Bamboo đang bay ngang thành phố Los Santos. Quá dữ, quá tuyệt vời. Đúng là giấc mơ lai, lộn giấc mơ bay.
Wow, đẹp các bạn ơi. Đẹp phải chưa? Đây chỗ này nó có một cái bờ hồ đó các bạn thấy không? Cái hồ này là nó chỉ là cái hồ vậy thôi. Đã có tác dụng gì hết. Nhớ đâu đây là nó có cái đập cung điện đó các bạn. Nhìn nằm kia thôi. Rồi nè các bạn, đây là toàn cảnh trung tâm thành phố nha các bạn. Quá đẹp luôn. Và cái sân bay sẽ nằm ở hướng bên kia các bạn. Để mình bay qua hướng này rồi mình mới bắt đầu là ôm cua lại. Rồi bắt đầu đánh lái lên nè. Đánh lái vô. Quá đẹp các bạn. Nhưng mà sao không thấy xe nó chạy dưới như vậy? À có, mà nó kêu nó nhỏ quá mấy không? Nhỏ quá không thấy luôn. Ê kìa, kìa có máy bay nữa kìa. Cô tính ra nhiều máy bay phải nồi luôn mấy không? Đây này nè, sân bay nè các bạn thấy không? Sân bay nằm bên hướng bên này nè. Nó quan trọng bây giờ là chuẩn bị đáp máy bay mấy không? Để tôi coi coi. Hình như là bên hướng nào nó cũng đáp được đúng không ta? Đâu có yêu cầu kiểu là bên hướng nào đâu, bên nào nó đừng băng nó cũng đáp được mà thì phải. Thấy không? Tôi cũng không biết nữa nha. đáp đại không? Rồi, bên trái của chúng ta là cái sân bay nha các bạn. Và bây giờ mình đang tìm đường để đáp xuống. Nhưng mà sao tôi bay xuống mà nó lệch dữ vậy? Quạch được heo. Tôi thấy đánh lái về các bạn. Bay nó bị lệch đường băng quá trời luôn rồi nè. Rồi, chúng ta chuẩn bị hạ cánh thôi. Rồi, phải trả lái là nha. Rồi, đấy, xuống nè, xuống nè. Ê, quên, hạ bánh xe xuống. Đấy. Chết. Chết rồi, lệch đường băng rồi. Lệch đường băng rồi mấy ông ơi. Oh my god. Đây đi, rồi vào đường băng được rồi. Trời ơi, vãi nồi bay cái lệch mẹ đường băng luôn. Khổ thân được chứ. Kiểu là nếu mà tôi tập trung mà tôi hạ cánh ấy, thì tôi nghĩ là vào ngay đường băng mà gọi là vừa hạ cánh vừa hạ bánh xe mà cho các bạn xem nữa, cái nó bị lệch mẹ cái đường băng luôn. Ui, có xe buýt ra đón nữa kìa. Xịn chưa. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Quá dữ. Có xe buýt ra đón được kìa. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo cái đường taxi này để vào cái phía trong sân bay nha các bạn. Sân bay này là một những cái sân bay rất là lớn và cũng như là lớn nhất trong cái game này luôn. Nó có tặng hai làn nè. Chiếc máy bay đáp nào vậy? Hú hồn quay lại nhìn thấy nó các bạn. Có chiếc máy bay mới đáp chung với mình cũng hay luôn. Ê đi. Giờ mình đi trong đường gây thôi. Ở lòng đường băng thôi. Ra đường đó là đường cho xe chạy mà. Đi cái ra đây đó luôn. Máy bay nó cũng vừa hạ cánh đó các bạn ha. Máy bay đó nó vào khu đó làm như nếu vào như kiểu khu bảo trì vậy thôi. Còn nếu mà trường hợp mà trả khách thì sẽ vào cái khu bên này nè. Rồi mình sẽ lựa một cái chỗ nào đó để mình quẹo vô nha mấy ông. Giờ đậu chỗ nào trời? Qua bên hướng bên này đi. Sân bay nó rộng lắm, cái này chỉ là một bên đây các bạn, một phía thôi. Và nó còn phía bên trái này nữa nè. Bên này nó cũng sẽ có một cái đường băng. Đường băng này nó dài hơn cái đường băng nãy mình vừa hạ cánh. Nè, bên này nó còn một cái bên nữa nè các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà thôi chắc mình vào cái chỗ này đi. Rồi. Ok, bắt đầu hạ tốc độ xuống các bạn. Rồi. Đánh lái nè. Âm cua. Ê, từ. Cái tôi chạy máy bay thì nó kiểu nguy cơ quá trời. Ê, tôi vào đúng cái lane taxi rồi luôn. Đi nhìn nó hơi bị sai các bạn. Kiểu cái lane này nó quẹo chỗ nào là phải quẹo đúng cái lane đó, cái bánh trước đi các bạn. Rồi, ok, đi vô nha. Ok luôn nha. Đúng ra là kiểu là phải có một cái thằng kiểu nó đứng hướng dẫn đấy các bạn. Đúng rồi, đáp xuống rồi nè. Đấy, đưa tay nó đứng trước đầu máy bay ấy. Nên mình biết là mình đi vào. Đây, này là mình vào trong cái cabin của phi công cho các bạn xem.
Ui, tính ra cái này canh lề khó á. Cái bài nó cao hơn cái canh lề xe nữa. Nhưng mà các bạn cứ điềm sao cái bánh trước vào đúng cái đường lên này nè, cái lên vàng nè. Lên taxi được các bạn. Rồi. Rồi. Vào luôn, vào sát trong luôn. Ok. Máy bay Bamboo đã hạ cánh thành công tại đây nha các bạn. Quá dữ. Đúng rồi, để tôi coi coi. Đây là máy bay nè các bạn, hiện tại là vừa hạ cánh xong. Coi phi công nó rồi. Ê, phi công nè các bạn. Yes. Phi công lái dữ không? Ê, mặc dù chả có khách nào, các bạn cứ tưởng tượng là ui, quá trời đông khách luôn đi nha. À, còn lạnh nha các bạn. Ui, đây là cái động cơ nè, khi nó hoạt động nè các bạn. Ôi trời, phải chữ cánh quạt cho quay yếu xèo vậy. Cánh quạt quay hơn, nó quay chậm hơn cái quạt nhà tôi mặc đi ngủ nè. Rồi, nó chỉ được vậy thôi các bạn. Ok, đó bây giờ mình xuống máy bay đi các bạn. Đó. Quá dữ luôn. Chứ các bạn mình nhớ không lầm là như là nó có cái chế độ mà bơm nhiên liệu ấy các bạn. Để mình coi cái mình mò lại coi. Nó bơm được nhiên liệu cho máy bay luôn. Nó có kiểu là thiết bị bơm ấy. Nhưng mà tôi không nhớ là cái nào đâu, để tôi mò lại cái còn không. Đấy, này nè các bạn. Đây. Đấy. Bây giờ tôi xuống lại đó nè, hiện tại là chiếc máy bay là đang bơm nhiên liệu nha các bạn. Đó, nó sẽ có cái máy như vậy nè, dữ rồi chưa đó. Ok các bạn, như vậy là ngày hôm nay là mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình ấy, trải nghiệm máy bay Bamboo ấy, hơi kiểu là bay hai chuyến các bạn. Chuyến đầu hơi thất bại xíu, gặp tai nạn bay mẹ lên cái vách núi luôn, nhưng mà không sao, chuyến thứ hai chúng ta đã thành công và chúng ta đã về được sân bay. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Và bạn nào thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và mình nhớ không lầm là như mình đã trải nghiệm Vietnam Airlines nè, mình đã trải nghiệm Vietjet nè, mình đã trải nghiệm Viettravel nè, và bây giờ là cái chiếc máy bay Bamboo. Và ngoài ra Việt Nam mình còn hãng máy bay nào nữa không các bạn? Comment ở dưới mình biết thì mình sẽ làm thêm trong các tập sau cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Đừng quên ấn like cho tôi. Và cái mod này tôi cũng để là các bạn cũng có thể là tải ở trên cái trang tải mod.com luôn, lên đó mà tìm ghi máy bay Boeing lộn, ghi máy bay Bamboo hoặc là Boeing 9 gì qua nè ta, máy bay Boeing 789 lộn 787 là sẽ có trên đó. Bây giờ tôi kết thúc video đây, bye bye, nhớ like nha, đăng ký nữa, bye bye.